Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách Abdia. Sự hiện thấy của Abdia. Chúa Giê-hô-va phán về Ê-đôm như vậy: Chúng ta có nghe lời rao từ Đức Giê-hô-va và một sứ giả được sai đi giữa các nước rằng: Các ngươi hãy dấy lên. Chúng ta hãy dấy lên nghịch cùng dân này đặng đánh trận với nó. Này, ta đã khiến ngươi làm nhỏ giữa các nước, ngươi bị khinh dễ lắm. Hỡi ngươi là kẻ ở trong khe vần đá trong nơi cao, ngươi nói trong lòng mình rằng: Ai sẽ có thể xô ta xuống đất? Sự kiêu ngạo của lòng ngươi đã lừa dối ngươi. Dầu ngươi lên cao như chim ưng, dầu ngươi lót ổ giữa các ngôi sao, ta cũng sẽ xô ngươi xuống khỏi đó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ngươi bị hủy diệt là thế nào? Nếu kẻ trộm hay là kẻ cướp ban đêm đến ngươi, thì há chẳng chỉ cướp lấy vừa đủ mà thôi sao? Nếu những người hái nho đến cùng ngươi, há chẳng để sót lại một vài buồng nho sao? Ê-sau đã bị lục soát là thế nào? Những đồ châu báu giấu kín của người đã bị khám xét là thế nào? Mọi kẻ đồng minh cùng ngươi đã đuổi ngươi cho đến nơi bờ cõi. Những kẻ hòa thuận cùng ngươi thì phỉnh ngươi, thắng hơn ngươi. Còn những kẻ ăn bánh ngươi thì đánh bẫy dưới ngươi, và người không có sự hiểu biết. Đức Giê-hô-va phán: Trong ngày đó, ta há chẳng diệt những kẻ khôn khỏi xứ Ê-đôm và những người thông sáng khỏi núi Ê-sau sao? Hỡi Thê-man, những lính chiến của ngươi sẽ thất kinh, hầu cho ai nấy bị trừ khỏi núi Ê-sau trong lúc giết lát. Ấy là vì cớ sự hung bạo ngươi đối với anh em ngươi là Gia-cốp, mà ngươi sẽ mang hổ và bị diệt đời đời. Trong ngày người lạ cướp của cải nó, dân ngoại quốc vào các cửa thành nó và bắt thăm trên thành Jerusalem, thì trong ngày ấy, ngươi đứng bên kia, ngươi cũng như một người trong chúng nó. Ôi, chớ nhìn xem ngày của anh em ngươi là ngày tai nạn của nó. Chớ vui mừng trong ngày hủy diệt của con cái Giuđa. Cũng đừng nói cách khoe khoang trong ngày nó bị khốn khổ. Chớ vào cửa thành dân ta, đang ngày nó bị họa. Chớ nhìn xem tai nạn nó, đăng ngày nó bị khốn khó. Chớ vồ lấy của cải nó, đăng ngày nó bị họa hoạn. Chớ đứng nơi ngã ba đường, đặng diệt những kẻ trốn tránh của nó, và chớ nộp những kẻ sống sót sau cùng của nó trong ngày nguy nan. Vì ngày của Đức Giê-hô-va đã gần trên hết thảy các nước. Bây giờ, người ta sẽ làm cho ngươi như chính mình ngươi đã làm. Những việc làm của ngươi sẽ đổ lại trên đầu ngươi. Phải như các ngươi đã uống trên núi thánh ta thế nào, thì hết thảy các nước cũng sẽ cứ uống thể ấy. Phải, chúng nó sẽ uống và nuốt đi, rồi chúng nó sẽ như vốn không hề có. Nhưng sẽ còn lại những người trốn khỏi trên núi Si-ôn, núi ấy sẽ là thánh, và nhà Gia-cốp sẽ được sản nghiệp mình. Nhà Gia-cốp sẽ là lửa, và nhà Joseph sẽ là ngọn lửa, nhà Ê-sau sẽ là đống rơm mà chúng nó sẽ đốt và thiêu đi. Nhà Ê-sau sẽ không còn sót chi hết, vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Những người ở phương Nam sẽ được núi của Ê-sau, những kẻ ở đồng bằng sẽ được người Philistin làm kỷ vật. Chúng nó sẽ được ruộng của Ê-phra-im và ruộng của Samari. Những người Benjamin sẽ được Ga-la-át. Những kẻ phu tù của cơ binh con cái Israel ở giữa những người Canaan sẽ được đất nó cho đến Sarepta. Những phu tù của Jerusalem ở tại Sepharad sẽ được các thành phương Nam. Sẽ có các kẻ giải cứu lên trên núi Siôn đặng phán xét núi Ê-sau. Còn nước thì sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va. Chương 7. Khi Đức Chúa Giê-xu rao giảng xong mọi lời ấy trước mặt dân chúng nghe rồi, thì Ngài vào thành Ca-bê-na-um.
vả, một thầy đội kia có đứa đầy tớ rất thiết nghĩa đau gần chết. Nghe nói Đức Chúa Giêsu bèn sai mấy trưởng lão trong dân Giu-đa xin Ngài đến chữa cho đầy tớ mình. Mấy người đó đến cùng Đức Chúa Giêsu mà nài xin rằng: Thầy đội, thật đáng cho thầy nhậm điều này, vì người yêu dân ta và đã cất nhà hội cho chúng tôi. Đức Chúa Giêsu bèn đi với họ. Khi Ngài gần tới nhà, thầy đội sai bạn hữu mình đi thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin đừng tự phiền đến thế, vì tôi không đáng rước Chúa vào nhà tôi. Tôi cũng nghĩ mình không đáng đến cùng Chúa. Song xin phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì chính mình tôi là người thuộc dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi. Tôi biểu tên này rằng hãy đi thì nó đi, biểu tên khác rằng hãy đến thì nó đến, và biểu đầy tớ tôi rằng hãy làm việc này thì nó làm. Đức Chúa Giêsu nghe những lời ấy lấy làm lạ cho thầy đội, bèn xây lại cùng đoàn dân theo mình mà phán rằng: Ta nói cùng các ngươi, dầu trong dân Israel ta cũng chưa thấy một đức tin lớn dường ấy. Những kẻ sai đến trở về nhà thấy đầy tớ lành mạnh. Bữa sau, Đức Chúa Giêsu đi đến một thành gọi là Na-in. Có nhiều môn đồ và một đoàn dân đông cùng đi với Ngài. Khi Ngài đến gần cửa thành, họ vừa khiêng ra một người chết là con trai một của mẹ góa kia. Có nhiều người ở thành đó đi đưa với bà góa ấy. Chúa thấy động lòng thương xót người mà phán rằng: Đừng khóc. Đoạn Ngài lại gần rờ quan tài thì kẻ khiêng dừng lại. Ngài bèn phán rằng: Hỡi người trẻ kia, ta biểu ngươi chờ dậy. Người chết vùng ngồi dậy và khởi sự nói. Đức Chúa Giêsu giao người lại cho mẹ. Ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Có đấng tiên tri lớn đã dấy lên giữa chúng tôi, và Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài. Tin này đồn ra khắp xứ Giu-đê và khắp xứ xung quanh nơi đó nữa. Môn đồ của Giăng trình lại hết cả chuyện đó với người. Người bèn gọi hai môn đồ mình, sai đến thưa cùng Chúa rằng: Thầy có phải là đấng phải đến hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác? Hai người đã đến cùng Đức Chúa Giêsu thưa rằng: Giăng Báp Tít sai chúng tôi đến hỏi thầy, thầy có phải là đấng phải đến hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác? Và chính giờ đó Đức Chúa Giêsu chữa lành nhiều kẻ bệnh, kẻ tàn tật, kẻ mắc quỷ dữ, và làm cho nhiều người đuôi được sáng. Đoạn Ngài đáp rằng: Hãy về báo cho dân sự các ngươi đã thấy và đã nghe. Kẻ đuôi được sáng, kẻ què được đi, kẻ phun được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại. Tin lành đã rao giảng cho kẻ nghèo. Phước cho kẻ không vấp phạm vì cớ ta. Hai người của dân sai đến đã đi rồi. Đức Chúa Giêsu mới phán cùng đoàn dân về việc dân rằng: Các ngươi đã đi xem chi nơi đồng vắng? Xem cây sậy bị gió rung chăng? Lại các ngươi còn đi xem gì? Xem người ăn mặc tốt đẹp chăng? Kìa, những người mặc áo sang trọng và ăn ở sung sướng thì ở trong đền đài các vua. Xong, rốt lại, các ngươi đi xem gì? Xem một đấng tiên tri ư? Phải, ta nói một đấng trọng hơn tiên tri nữa. Ấy về đấng đó mà có lời chép rằng: Này, ta sẽ sai sứ ta đến trước mặt ngươi, người sẽ dọn đường trước ngươi. Ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sinh ra, không có ai lớn hơn Giăng Báp Tít đâu. Nhưng trong nước Đức Chúa Trời, kẻ rất nhỏ còn lớn hơn Giăng vậy. Cả dân chúng cùng kẻ thâu thuế chịu dân làm phép báp têm đều xưng Đức Chúa Trời là công bình. Song người Pha-ri-si cùng các thầy dạy luật không chịu dân làm phép báp têm nên chê bỏ ý Đức Chúa Trời định về mình. Vậy, ta sẽ sánh người đời này với gì? Họ giống như ai? Họ giống như con trẻ ngồi ngoài chợ nói cùng nhau rằng: Ta đã thổi sáo mà bay không nhảy múa, ta đã than vãn mà bay không khóc. Vả Giăng Báp Tít đã đến không ăn bánh không uống rượu thì các ngươi nói rằng người mắc quỷ dữ. Có người đến ăn và uống thì các ngươi nói rằng ấy đó là người ham ăn mê uống, bạn với người thâu thuế và kẻ có tội. Song sự khôn ngoan được xưng công bình nhờ những việc làm của nó.
có một người Pha-ri-si mời Đức Chúa Giê-xu ăn tại nhà mình. Vậy khi đã vào nhà người Pha-ri-si thì Ngài ngồi bàn. Vả có một người đàn bà xấu nết ở thành đó, nghe nói Đức Chúa Giê-xu đang ngồi bàn tại nhà người Pha-ri-si, bèn đem đến một bình ngọc trắng đựng đầy dầu thơm. Người đứng đằng sau nơi chân Đức Chúa Giê-xu khóc, sa nước mắt trên chân Ngài, rồi lấy tóc mình mà chùi lại hôn chân Ngài và xức dầu thơm cho. Người Pha-ri-si đã mời Ngài thấy vậy tự nghĩ rằng, nếu người này là đấng tiên tri, chắc biết người đàn bà rờ đến mình đó là ai, cùng biết ấy là người đàn bà xấu nết. Đức Chúa Giê-xu bèn cất tiếng phán cùng người rằng, hỡi Si-môn, ta có vài lời nói cùng ngươi. Ngươi thưa rằng, thưa thầy, xin cứ nói. Một chủ nợ có hai người mắc nợ. Một người mắc 500 denier, một người mắc 50. Vì hai người đều không có chi mà trả nên chủ nợ tha cả hai. Trong hai người đó, ai yêu chủ nợ hơn? Simon thưa rằng, tôi tưởng là người mà chủ nợ đã tha nhiều nợ hơn. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ngươi đoán phải lắm. Đoạn Ngài xây lại người đàn bà mà phán cùng Simon rằng, ngươi thấy đàn bà này không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chân, nhưng ngươi đã lấy nước mắt thấm ướt chân ta rồi lấy tóc mình mà chùi. Ngươi không hôn ta, nhưng ngươi từ khi vào nhà ngươi thì hôn chân ta hoài. Ngươi không xức dầu đầu ta, nhưng ngươi lấy dầu thơm xức chân ta. Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi đàn bà này nhiều lắm đã được tha hết vì người đã yêu mến nhiều. Song kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Ngài bèn phán cùng người đàn bà rằng, tội lỗi ngươi đã được tha rồi. Các người ngồi bàn với Ngài nghĩ thầm rằng, người này là ai mà cũng tha tội. Nhưng Ngài phán cùng người đàn bà rằng, đức tin của ngươi đã cứu ngươi. Hãy đi cho bình an. Chương 8. Kế đó, Đức Chúa Giê-xu đi thành này đến thành kia, làng này đến làng khác, giảng dạy và rao truyền tin lành của nước Đức Chúa Trời. Có 12 sứ đồ ở với Ngài. Cũng có mấy người đàn bà đi theo Ngài, là những người đã được cứu khỏi quỷ dữ và chữa khỏi bệnh. Mary gọi là Madeleine, từ người bảy quỷ dữ đã ra. Giannơ vợ Chu-sa là quan nội vụ của vua Herod. Susanna và nhiều người khác nữa giúp của cải cho Ngài. Khi có đoàn dân đông nhóm lại và người hết thảy các thành đều đến cùng Ngài, thì Ngài lấy thí dụ mà phán cùng họ rằng, người gieo đi ra để gieo giống mình. Khi vải giống, một phần giống rơi ra dọc đường bị giày đạp và chim trời xuống ăn hết. Một phần khác rơi ra nơi đất đá sỏi, khi mới mọc lên liền héo đi vì không có hơi ẩm. Một phần khác rơi vào bụi gai, gai mọc lên với hột giống làm cho nghẹt ngòi. Lại có một phần khác rơi xuống nơi đất tốt thì mọc lên và kết quả một thành trăm. Đương phán mấy lời đó, Ngài kêu lên rằng, ai có tai mà nghe, hãy nghe. Môn đồ hỏi Ngài thí dụ ấy có nghĩa gì? Ngài đáp rằng, đã ban cho các ngươi được biết những sự mầu nhiệm nước Đức Chúa Trời. Song với kẻ khác thì dùng thí dụ mà nói, để họ xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Này, lời thí dụ đó nghĩa như vậy. Hột giống là đạo Đức Chúa Trời. Phần rơi ra dọc đường là những kẻ đã nghe đạo, nhưng về sau ma quỷ đến cướp lấy đạo từ trong lòng họ, e rằng họ tin mà được cứu chăng. Phần rơi ra đất đá sỏi là kẻ nghe đạo bèn vui mừng chịu lấy, nhưng họ không có rễ, chỉ tin tạm mà thôi. Nên khi sự thử thách xảy đến thì họ tháo lui. Phần rơi vào bụi gai là những kẻ đã nghe đạo, nhưng rồi đi, để cho sự lo lắng, giàu sang, sung sướng đời này làm cho đạo phải nghẹt ngòi, đến nỗi không sanh trái nào được chín. Song phần rơi vào nơi đất tốt là kẻ có lấy lòng thật thà tử tế nghe đạo, gìn giữ và kết quả một cách bền lòng. Không ai đã thắp đèn lại lấy thùng úp lại, hay là để dưới giường, nhưng để trên chân đèn hầu cho ai vào nhà đều thấy sáng.
không có điều gì kín mà không phải lộ ra, không có điều gì giấu mà chẳng bị biết và tỏ ra. Vậy, hãy coi chừng về cách các ngươi nghe, vì kẻ đã có sẽ cho thêm, kẻ không có sẽ cất lấy sự họ tưởng mình có. Mẹ và anh em Đức Chúa Giêsu đến tìm Ngài, song vì người ta đông lắm nên không đến gần Ngài được. Vậy, có kẻ báo cho Ngài biết rằng mẹ và anh em thầy ở ngoài muốn thấy thầy. Nhưng Ngài đáp rằng, mẹ ta và anh em ta là kẻ nghe đạo Đức Chúa Trời và làm theo đạo ấy. Một ngày kia, Ngài xuống thuyền với môn đồ mà phán rằng, hãy qua bên kia hồ, rồi đi. Khi thuyền đương chạy thì Ngài ngủ. Có cơn bão nổi lên trong hồ, nước vào đầy thuyền, đương nguy hiểm lắm. Môn đồ bèn đến thức Ngài dậy rằng, thầy ơi, chúng ta chết. Nhưng Ngài vừa thức dậy khiến gió và sóng phải bình tĩnh, thì liền bình tĩnh và yên lặng như tờ. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng, đức tin các ngươi ở đâu? Môn đồ sợ hãi và bỡ ngỡ nói với nhau rằng, người này là ai khiến đến gió và nước mà cũng phải vâng lời người? Kế đó, ghé vào đất của dân Gerase, ngang xứ Galilee. Khi Đức Chúa Giêsu lên bờ, có một người ở thành ấy bị nhiều quỷ ám đi gặp Ngài. Đã lâu nay, người không mặc áo, không ở nhà, song ở nơi mồ mả. Người ấy vừa thấy Đức Chúa Giêsu thì la lên inh ỏi và đến gieo mình nơi chân Ngài, nói lớn tiếng rằng, lạy Đức Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời rất cao, tôi với Ngài có sự chi chăng? Tôi cầu xin Ngài đừng làm khổ tôi. Vì Đức Chúa Giêsu đang truyền cho tà ma phải ra khỏi người đó mà nó ám đã lâu. Dầu họ giữ người xiềng và còng chân lại, người cứ bẻ xiềng tháo còng và bị quỷ dữ đem vào nơi đồng vắng. Đức Chúa Giêsu hỏi người rằng, mày tên gì? Người thưa rằng, quân đội, vì nhiều quỷ đã ám vào người. Chúng nó bèn cầu xin Đức Chúa Giêsu đừng khiến mình xuống vực sâu. Và ở đó có một bầy heo đông đương ăn trên núi. Các quỷ xin Đức Chúa Giêsu cho chúng nhập vào những heo ấy. Ngài bèn cho phép. Vậy các quỷ ra khỏi người đó nhập vào bầy heo. Bầy heo từ trên bậc cao đâm đầu xuống hồ và chết chìm. Các kẻ chăn heo thấy vậy chạy trốn, đồn tin ấy ra trong thành và trong nhà quê. Thiên hạ bèn đổ ra xem việc mới xảy ra. Khi họ đến cùng Đức Chúa Giêsu thấy người mà các quỷ mới ra khỏi ngồi dưới chân Đức Chúa Giêsu mặc áo quần bộ tỉnh táo thì sợ hãi lắm. Những người đã xem thấy sự lạ đó thuật lại cho thiên hạ biết người bị quỷ ám được cứu khỏi thế nào. Hết hãy dân ở miền người Gerase xin Đức Chúa Giêsu lìa khỏi xứ họ vì họ sợ hãi lắm. Ngài bèn xuống thuyền trở về. Người đã khỏi những quỷ ám xin phép ở với Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu biểu về mà rằng, hãy về nhà ngươi, thuật lại mọi điều Đức Chúa Trời đã làm cho ngươi. Vậy người ấy đi đồn khắp cả thành mọi điều Đức Chúa Giêsu đã làm cho mình. Khi trở về, có đoàn dân đông rước Ngài vì ai nấy cũng trông đợi Ngài. Có người ca nhà hội tên là Gia-ru đến sắp mình xuống nơi chân Đức Chúa Giêsu xin Ngài vào nhà mình, vì người có con gái một 12 tuổi gần chết. Khi Đức Chúa Giêsu đang đi, dân chúng lấn ép Ngài tứ phía. Bây giờ, có một người đàn bà đau bệnh mất huyết 12 năm rồi, cũng đã tốn hết tiền của về thầy thuốc, không ai chữa lành được. Đến đằng sau Ngài, rờ trôn áo, tức thì huyết cầm lại. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng, ai rờ đến ta? Ai nấy đều chối. Phi-e-rơ và những người đồng bạn thưa rằng, thưa thầy, đoàn dân vây lấy và ép thầy. Đức Chúa Giêsu phán rằng, có người đã rờ đến ta, vì ta nhận biết có quyền phép từ ta mà ra. Người đàn bà thấy mình không thể giấu được nữa thì run sợ đến sấp mình xuống nơi chân Ngài, tỏ thật trước mặt dân chúng vì cớ nào mình đã rờ đến và liền được lành làm sao. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng, hỡi con gái ta, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi, hãy đi cho bình an. Ngài còn đương phán, có kẻ ở nhà người ca nhà hội đến nói với người rằng, con gái ông chết rồi, đừng làm phiền thầy chi nữa.
Song Đức Chúa Giêsu nghe vậy phán cùng Gia-ru rằng: đừng sợ, hãy tin mà thôi, thì con ngươi sẽ được cứu. Khi đến nhà, Ngài chỉ cho Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng và cha mẹ con ấy vào cùng Ngài. Ai nấy đều khóc lóc than vãn về con đó. Nhưng Ngài phán rằng: đừng khóc, con này không phải chết, song nó ngủ. Họ biết nó thật chết rồi bèn nhạo báng Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu cầm lấy tay con ấy, gọi lớn tiếng lên rằng: con ơi, hãy chờ dậy. Thần linh bèn hoàn lại, con ấy chờ dậy liền, rồi Ngài truyền cho nó ăn. Cha mẹ nó lấy làm lạ, nhưng Ngài cấm nói lại sự xảy ra đó với ai. Thi Thiên 117. Hỡi các nước, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi các dân khá, ca tụng Ngài. Vì sự nhân từ Ngài rất lớn cho chúng ta. Sự chân thật Đức Giê-hô-va còn đến đời đời. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết. Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch, bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail Dưỡng Linh Cơ Đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn Dưỡng Linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.